Những năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồn biên phòng Yên Khương còn đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, sức khỏe cho bộ đội. Mô hình tăng gia của đơn vị đã trở thành mô hình mẫu để vận động người dân trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Đến thăm đồn biên phòng Yên Khương vào một ngày giữa tháng 5, bắt gặp cán bộ chiến sĩ nơi đây đang tổ chức tăng gia sản xuất, mỗi người một việc, vừa lao động vừa trò chuyện, đã tạo cho phóng viên chúng tôi một bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Theo quan sát của chúng tôi, các vườn ươm rau tại đồn được trồng đều, xen đủ các chủng loại và những dàn bầu su su chĩu quả. Khu vực chăn nuôi gia súc gia cầm, ao cá được xây dựng kiên cố, bố trí hợp lý, góp phần tạo cảnh quan đơn vị xanh sạch đẹp. Để cán bộ chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất, cấp ủy chỉ huy đơn vị thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, gắn với các nội dung nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, đơn vị quân y năm tốt, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp. Qua đó, bằng trí tuệ và công sức lao động ngoài giờ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương đã quy hoạch xây dựng hệ thống tăng gia sản xuất cơ bản theo mô hình khu vườn, chuồng, trại riêng biệt, đem lại hiệu quả, cung ứng một lượng thực phẩm khá dồi dào cho bữa ăn hàng ngày. Đến nay, khu tăng gia sản xuất của đơn vị đã có 10 con bò, gần 20 con lợn, vườn rau, ao cá. Đại úy Bùi Xuân Lãng, chính trị viên phó đồn biên phòng Yên Khương cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 7 km đường biên giới và địa bàn xã Yên Khương. Mặc dù khu vực đóng quân còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, khí hậu khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực thực hiện các mô hình tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội và để nhân dân học tập làm theo. Từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất, đơn vị trích đưa vào cải thiện bữa ăn cho bộ đội, bình quân 2.000 đến 2.500 đồng một người một ngày, đồng thời làm tốt công tác quản lý thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí trong mọi hoạt động công tác hậu cần. Trong công tác xây dựng đơn vị, hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất để đảm bảo lương thực thực phẩm cho bộ đội. Đặc biệt trong thời điểm Covid này, chúng tôi đã triển khai khu vực mô hình tăng gia tập trung, có khu vực chăn nuôi thả gia súc, gia cầm và vườn rau, đảm bảo rau xanh nhập bếp 100% cho việc sinh hoạt của đội. Đặc biệt là cái việc mà lương thực phẩm khan hiếm trong thời điểm Covid này thì chúng tôi đang đẩy mạnh các loại rau để đảm bảo xen canh mỗi vụ và thường xuyên nhập bếp đảm bảo 100%. Và hàng ngày chúng tôi đưa vào cải thiện bữa ăn từ 2.000 đến 2.500 đồng trên người trên ngày, nâng cao cái sức khỏe bộ đội trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Để cán bộ, chiến sĩ có bữa ăn ngon sau những giờ làm việc, học tập vất vả, đội ngũ cán bộ bộ phận hậu cần luôn quan tâm chế biến thay đổi món ăn phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn khẩu phần, định lượng theo quy định, giúp cho bộ đội ăn ngon miệng. Ngoài ra, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, quan tâm chăm sóc, khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, quân số khỏe của đơn vị luôn được duy trì ổn định từ 99,8% trở lên. Có thể khẳng định, phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy đã được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.